quý vị, tỷ lệ đất dành cho giao thông còn hạn chế, nhất là diện tích đất dành cho giao thông tĩnh dưới 1%, cùng với nhiều điểm đen chưa được xử lý đang là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đây là thông tin được đoàn giám sát số 1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 khi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội quản lý hơn 36.700 xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Tuy nhiên, chỉ có 45 vị trí điểm dừng đỗ xe. Vận tải hành khách bằng xe taxi là hơn 15.400 phương tiện, nhưng cũng đang thí điểm 6 điểm dừng đỗ đón trả khách. Tỷ lệ đất dành cho giao thông còn hạn chế khoảng hơn 10%, trong đó diện tích đất dành cho giao thông tĩnh dưới 1%, chưa kể nhiều công trình trọng điểm chưa hoàn thành. Một số đại biểu cho rằng đây chính là nguyên nhân gây ùn tắc cố hữu ở Hà Nội trong thời gian qua. Do đó, đề nghị Hà Nội có phương án xử lý những tồn tại này. Nhiều công trình giao thông mà thậm chí là công trình trọng điểm kéo dài rất là lâu, đúng không ạ? Lấy thí dụ như metro mà nếu đã được đưa vào sử dụng sớm hơn thì chắc chắn là người dân sẽ được sử dụng sớm hơn, và vì sử dụng phương tiện công cộng an toàn hơn như vậy thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ tai nạn giao thông khi mà sử dụng các cái phương tiện cá nhân. Hay là một số cái công trình khác trọng điểm đấy nhưng mà rất là chậm, rất là vướng. Thiếu và hạn chế thì đúng rồi, nhưng mà có những cái đẩy nhanh được thì dường như là chúng tôi cho rằng là cần phải đẩy nhanh hơn. Diện tích giao thông tĩnh để dành cho đỗ xe hiện nay đều là vấn đề quá nóng. Hà Nội thì đặt ra chương trình này là rất lâu rồi. Đấy, chúng ta muốn có 73 cái bãi đỗ xe lớn để chúng ta có thể thỏa mãn được cái nhu cầu cỡ khoảng 60% cho nhu cầu người dân, nhưng mà tại sao nó ì ạch đến bây giờ vẫn không thể làm được. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc thiếu các điểm dừng đỗ xe đang là vấn đề nhức nhối đối với thành phố trong thời gian qua. Do vậy, thành phố kiến nghị ở luật đường bộ cho phép các đô thị lớn tạm thời sử dụng gầm cầu để đỗ xe. Quy hoạch 1.620 cái bãi đỗ xe, nhưng trên thực tế tới mới đầu tư được có 57 cái mở rộng. Thế còn lại là quy hoạch ngầm, quy hoạch gara cao tầng nổi, các cái khác. Hiện nay vướng rất nhiều về cơ chế, không hấp dẫn nhà đầu tư. Vì thế đỗ xe lòng đường, vỉa hè, đỗ xe tạm, các thứ nó rất là nhức nhối. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo và thành phố đang chỉ đạo rất là tích cực cái câu chuyện này. Chúng tôi đã đề nghị vào luật đường bộ để mà cho phép các cái đô thị lớn có thể tạm thời đỗ xe ở gầm cầu để giải quyết một phần cái nhu cầu đỗ xe này. Bên cạnh đó, thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm đến công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý khai thác bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn thành phố. Công tác quy hoạch giao thông BRT như thế nào trong thời gian tới để phù hợp với đặc điểm hạ tầng quy hoạch của thủ đô? Việc ứng dụng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giao thông thông minh vào vận hành khai thác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.